Xin chào cô chú anh chị và quý nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Thì hôm nay nè, em có mặt tại huyện Mầu Quá, tỉnh Long An và em cũng quay đề view gửi bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với tổng diện tích là 2.000 mét vuông nha quý anh chị. Thì lô đất mình thì thích hợp cho quý anh chị mình lên trồng vườn luôn. Thì cặp với lô đất mình thì có một vườn sầu riêng rất là tốt luôn quý anh chị ơi. Mặt tiền mình nói liền với con lộ đá này là được 20m và hai cạnh hậu mình chạy dài vô là 100m. Đất mình là chủ đo đạc cách sổ cho quý anh chị mình nha. Thì con lộ đá này quý anh chị mình thấy á, rất là lớn luôn, nên ô tô xe tải là mình chạy cặp ngay đất luôn, điện nước là ngay đất luôn quý anh chị ơi. Dân cư ở hiện hữu cũng khá là đông luôn nha. Và điều cực sắp hơn, trong 2.000m2 đó quý anh chị mình sẽ sở hữu thêm là 300m2 là đất thổ cư và khoảng là 400m2 là đất đã san lấp mặt bằng. Quý anh chị mình thấy á, chủ đã có san lấp nền rất là cao luôn nha. Thì cái hướng em đang đi là cái hướng này mình về ngay Sài Gòn, thì Sài Gòn mình đổ ngược về tới đất á, thì tầm khoảng là 80km thôi anh chị. Chỉ cách trường học là 1km thôi anh chị, là trường học cấp 2. Còn cách trường học cấp 3 là 1,5km thôi anh chị ơi, sát bên trường học luôn nha. Còn cái hướng mình đi ngược lại là cái hướng này mình về ngay thị xã Kiến Tường nha quý anh chị. Thì quý anh chị mình thấy á, dân cư ở hai bên cũng rất là đông luôn nha. Thích hợp cho quý anh chị mình về trồng cây ăn trái luôn nha. Hướng phong thủy của đất mình là hướng đông nha quý anh chị. Thì phần đất này thì chủ sẽ đo đạc tách sổ cho quý anh chị mình. Thì hành lang lộ giới thì chủ sẽ đo đạc là tách sổ là giao cho quý anh chị mình đúng 2.000m2, thì trong đó là có 300m2 là đất thổ cư nha quý anh chị. Thì lô đất mình chủ sẽ bắt đầu đo từ ngay điểm này, ngay tay em chỉ, chạy dọc lại sau là 100m và mình chạy ngang qua mặt tiền là 20m. Trên mảnh đất mình thì có một cái nền đó, quý anh chị mình thấy á, nền rất là lớn luôn nha. Sau lưng á, thì chủ hiện tại là đang canh tác làm lúa nha quý anh chị. Còn ở trước đất mình thì có kênh sáng lớn nè. Thì quý anh chị mình thấy á, kênh sáng này thì thích hợp cho quý anh chị mình về để mình làm nhà nghỉ dưỡng. Mình làm một cái căn nhà sàn để mình làm chỗ nghỉ dưỡng rất là thích hợp luôn quý anh chị ơi. Và chủ chào bán với giá chốt luôn cho quý anh chị mình chỉ 450 triệu là giá hết đất. Quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha. Với số điện thoại của em là 0816 55 66 39, em sẽ kết nối cho quý anh chị mình xem đất thực tế luôn ạ.